nhà nhé. Chú đi mua gạch. Em ở nhà nhé. Anh đi đâu? Anh đi mua gạch. Sao bạn kêu mua gạch à? Ừ. À, tí nữa, em biết là anh về trước hay về muộn. Tí nữa em đi hái tí, quả tí đi bán. Vâng. Tí nữa ra tí bán. Vâng. Mình đi hái rau bí đi bán nhỉ, hái quả bí ấy. Hái cừ đi, thay quần áo. Thank you.
hái được quả bí không? Mấy cái lên rồi. Hai cho lên đi. Cái tét này ấy, hôm nọ mưa gió là nó đổ hết, bây giờ neo hết thế này. Thế là anh không dùng nữa. Để cho em. Thôi em lấy đi. Bao nhiêu tiền đấy? Là đáng bao nhiêu tiền đấy. Thế em lấy cả cái này nữa, chả lấy tiền nong cái gì đâu. Thế thì em xin nhé. Đấy, lấy đi. Tôi lên ngoài này nhé, tôi
học trên gạch. Xin nhá. Cảm ơn anh nhé. Đây đây. Thấy quả bí ra. Ra đây. Thấy quả bí ra. Xong rồi lấy dâu để trên kia. Cô làm đè hết hỏng hết rồi. Bỏ tay ra. Lấy dâu để trên này. Úi hiểu hết rồi. Con để hai đựng nhiều thế nhỉ. Có một quả đấy. Hay là có gì gì nữa gì ra. Bởi vì thì nó nặng đấy. Úi giời hỏng hết. Gửi dâu thôi nhé. Túi rồi. Túi đủ chưa? Để ít thêm một tí nặng đấy nhỉ. Túi dài lắm. Cho ra đi cho nó đứt tay mẹ. Cho nặng đấy. Gùi được không? Ui, gáy rồi.
Thank you.
Thank you.
Ai đây? Ai đây? Thì uống nước đã.
Đấy con, tao đi cắt đây kia. Khóa rồi, khóa cửa rồi. Nước đã. Chú đi bốc gạch của tôm. Nó ăn. Chú ơi, đi mưa xong chú không nhớ xong. Ê ơi, nghỉ đã. Nghỉ tay mưa đó. Túi gì để đổ ấy. Kịp ra. Em mua cần thịt để nướng ăn. Ai cho quả chuối ấy? Nó đi mua gạch cho nhìn hết. Ngơi. Đây, đây em mua cả. Khóa cửa rồi, giờ họ không vào nhà. Không kể trộm không vào nhà được. Khóa này khóa nhà, kia khóa cổng. Như thịt khóa xem có vừa. Cái này chắc hơi ngắn. Cái này được chế. Thì mua bao nhiêu tiền? Cái này 40.000, cái này 30.000. Cái này rốt đi. Cái rửa sắt. Đó, sao cái này không biết chứ cái gì nữa. Cái cần nó to lắm. Chắc cũng được, không vào được đâu. Tí nữa mình khuôn vay lại cho đặt đi. Cái cậu ở ngoài nha. Cắt đi. Để đấy, để cái này đấy. Đây. Đây có khóa yên tâm rồi.